các bạn, chào mừng các bạn đã đến với YouTube channel của Biển Xanh Nắng Ấm ngày hôm nay. Hồi nãy thì Nắng Ấm có về sớm khoảng 7:30 và mình có livestream với các bạn, và Nắng Ấm có giới thiệu những cái trái cây mà mình mới vừa mua được hôm qua. Nhưng mà cũng muốn khoe và ăn trái cây á, nhưng mà các bạn cũng hỏi rất là nhiều câu hỏi về học hành, cuộc sống, nói tiếng Anh. Nắng Ấm thấy quan trọng hơn cho nên trả lời những câu hỏi đó. Và Nắng Ấm để dành những cái trái cây này để làm video này để chia sẻ với các bạn, những bạn đang sống ở Mỹ và những bạn sống ở Việt Nam coi cho vui. Thì thật ra Nắng Ấm ở miền Bắc California thì trái cây cũng rất là nhiều. Nếu mà đi xuống San Jose thì trái cây gì cũng có. Nếu mà các bạn ở miền Nam California là nơi Nắng Vàng ở thì trái cây phải nói là rất là nhiều luôn, rất là tươi luôn. Và Nắng Vàng ở cách khu Việt Nam khoảng nửa tiếng. Hiện tại Nắng Ấm ở miền Bắc California thì khu Việt Nam là San Jose, thì Nắng Ấm ở cách San Jose một tiếng. Cho nên mỗi lần thèm đồ ăn Việt Nam thì cũng có thể chạy tới mua. Nhưng mà cái chợ gần nhà Nắng Ấm mua những cái trái cây ngày hôm nay là gần nhà mình, đi cỡ chừng có 5 phút lái xe hơi à, rất là nhanh. Nếu hôm nay Nắng Ấm xuyên, Nắng Ấm sẽ ra chợ đó mua thêm phở tươi đồ để về nấu phở ăn. Thì hôm qua Nắng Ấm có đi mua, thì đây là chôm chôm. Một này nó khoảng là ở đây họ không có cân ký mà nó bán là 1 pound. Nó ghi 1 pound là cỡ 1 đồng 59 cent. Thì nguyên cái này khoảng 3 đô chắc cỡ 2 pound, no 1 pound rưỡi. Thì chôm chôm này là chôm chôm tươi chứ không phải là chôm chôm đông lạnh nha các bạn. Tươi nhưng mà nó cũng không có siêu tươi, là cái rau của nó cũng hơi bị đen một chút á. Còn ở dưới miền Nam Cali hoặc ở dưới San Jose, khi mà các bạn mua chôm chôm thì nó tươi rói luôn, đến nỗi nó còn đỏ, mà đỏ tươi luôn, những cái rau này nó tươi luôn. Và bây giờ thì Nắng Ấm sẽ ăn thử chôm chôm nha. Hôm qua thì về chịu không nổi, Nắng Ấm cũng ăn vài miếng rồi, nhưng mà giờ Nắng Ấm sẽ cho các bạn xem chôm chôm ở Mỹ ngon như thế nào. Có nhiều bạn Nắng Ấm đọc trên Facebook nói là mình sống ở Mỹ thì mình không có thể nào ăn nhiều đồ ăn Việt Nam, không có thể rời Việt Nam, tại vì không có thể rời những món ăn. Nhưng mà thật ra cái quan niệm nó sai rồi. Có thể là hồi xưa đúng nhưng mà giờ nó hết đúng rồi. Tại vì bây giờ các bạn sống ở nước Mỹ thì cái món gì nó cũng có hết. Đây chôm chôm đây, hấp dẫn chưa? Đó, tươi nha, không phải chôm chôm đông lạnh đó, rất là ngon mà rất là rẻ. Nắng Ấm nghĩ chứ giờ đang mùa. Cái này chôm chôm chóc, ăn nó chóc ra. Rất là ngọt luôn. Nè nó chóc ra nè, để Nắng Ấm tách bằng tay cho các bạn. Nắng Ấm thích ăn chôm chôm chóc lắm, nó mới ngon. Thì thường khi mà hàng đã đến Mỹ là những cái chất lượng đó. Ngọt ngon quá. Cách đây 3 năm Nắng Ấm có qua nước Đức chơi á, xong rồi có ghé khu Việt Nam ở Berlin á, Berlin xong đi qua cái khu Việt Nam á, là cái khu đó có một khu Việt Nam thì họ cũng bán chôm chôm. Nắng Ấm cũng có mua chôm chôm rất là mắc, nhưng mà ăn mua để cho gia đình chồng Nắng Ấm ăn thử đó. Và ở khu đó thì cũng bán nhiều thức ăn Việt Nam lắm, cũng ngon. Rồi có một cái tiệm Good Morning Việt Nam ở bên nước Đức á, rất là ngon. Đây chôm chôm chóc nè, có bạn nào thèm chảy nước miếng chưa? Ngọt, không quá quá ngọt, nó ngọt vừa đủ thôi. Nếu mà nó ngọt hơn nữa chắc sẽ ngon hơn. Đó, nó chóc ra nè, để nó ngắm cho các bạn coi. Nó chóc ra ha. Giờ chúng ta sẽ chuyển qua ăn táo của người Trung Quốc, ở bên Việt Nam gọi là táo tàu ha. Thì cái táo này để người ta làm thuốc bắc nè. Thì Nắng Ấm muốn trồng một cái trái cây táo này. Khi mà Nắng Ấm trồng được, Nắng Ấm sẽ khoe với các bạn. Thì cái táo này khi mà nó đen gì nó rất là ngon. Để lấy ra một trái màu nâu và một trái còn xanh để Nắng Ấm đi rửa và ăn cho các bạn
nói cho các bạn nghe là nó ngon như thế nào. Cái này á, có 1 đồng 59 xem một bịch à, rẻ lắm, không có quá mắc. Lấy 2 trái ra ha, thôi 3 trái đi, lấy cái trái nâu, 2 trái nâu với lại 1 trái còn xanh. Đây Ngâm sẽ đi rửa ha, 2 cái nâu và 1 cái xanh. Bây giờ Ngâm sẽ ăn thử cái nâu trước ha. Nó giòn, nó ngọt, nhưng nó không có quá ngọt. Nó ngọt mà cái kiểu mà ngọt sơ sơ, nó giòn. Không có quá ngon. Cái này chắc phải chấm muối ớt, nó ngon. Để nó ngâm đi làm muối ớt nha. Đây là cái muối ha, muối ớt thì dễ thôi, chúng ta sẽ lấy muối. Với lại Năng Ấm sẽ lấy tương ớt con gà. Đó, sau đó chúng ta sẽ chế vào đây. Trộn lên thôi. Thì hy vọng có muối ớt thì cái trái táo đó nó sẽ ngon hơn. Chứ mình ăn trái táo nó không thấy nó lạc lỏng lắm, chắc Năng Ấm sẽ không mua thêm nữa đâu. Chôm chôm thì ok, chôm chôm thì ăn vậy cũng được. Chôm chôm thì ngon, nhưng mà táo thì không có ngon lắm. Nếu mà ăn riêng, ăn mà chỉ có một vậy thôi không ngon. Đây nè, rồi các bạn chỉ cần trộn nó lên thôi. Tương ớt con gà ở Mỹ á, nó rất là nổi tiếng, mà hình như không có bột ngọt. Nó Ngâm đã coi rồi. Bây giờ thì mình ăn với tương ớt nha. Có một chút muối, ớt thì nó mặn mà hơn. Cái táo này ăn cũng ok thôi, không có phải là ngon. Đây cái trái không có nâu. Cái trái không nâu nó rất là lạc. Cái trái nâu nó ngon hơn, nhưng mà chúng ta ăn với muối thì cũng ok. Giòn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua ăn xoài xanh thôi. Video này là chương trình chọc thèm cho vui thôi. Tại vì khi mà Năng Ấm làm video nói chuyện tư vấn rồi đó, nhưng mà Năng Ấm cũng rất là thích làm những video này. Tại vì những video này là giải trí. Có nhiều bạn á, bật những cái video này của Năng Ấm lên để đó rồi đi làm việc nhà này nọ. Tại các bạn email cho Năng Ấm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sắc xoài xanh. Không biết các bạn nào thèm không ta. Đây, xài đi nha. Bây giờ cái gọt cái vỏ này đi. Tại vì cái vỏ này á, ở ngoài chợ đó, thấy người ta cầm đồ dơ lắm. Còn nếu bạn nào mà muốn ăn vỏ thì rửa lại cái này kỹ. Mình lấy muối á, cái xong mình chà với ngoài cho nó sạch đi, rồi mình ăn. Nhưng mà Năng Ấm sẽ không có ăn vỏ. Năng Ấm sẽ gọt cái vỏ này đi cho đảm bảo cái sự vệ sinh á. Với lại ăn cái vỏ này vô cũng hơi khó tiêu. Chút nữa Năng Ấm sẽ làm cua rang me ăn, cho nên Năng Ấm sẽ ăn vài miếng xoài, gọi là cho có, để cho chọc cho các bạn thèm chơi, cho video cho vui. Chứ chút nữa mình sẽ ăn cua rang me, cho nên mình sẽ không ăn chua nhiều quá ha. Đây, bây giờ nó Ngâm sẽ cắt cái miếng xoài này ra. Đây nè. Đó, thấy giòn chưa? Đó. Bây giờ thì đây là nước mắm đường. Đây là nó Ngâm đã chế đường và nước mắm ra rồi. Đó. Hấp dẫn chưa? Ai thèm không?
Siêu giòn luôn. Giòn mà còn chua chua nữa. Cái xoài này nè, nắng ấm của chợ người châu Á đó, là chợ của người Trung Quốc hoặc Việt Nam á, nó có, nó rất là ngon, nó giống như là xoài Việt Nam vậy đó, ngon ngon ngang ngửa gì luôn. Thì đây mắm đường thì ăn một miếng nữa nha, ai thèm chưa ha. Ha. Chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, cực kỳ ngon luôn. Món xoài chấm mắm đường và xoài xanh là cái món mà Nắng Ấm yêu thích nhất trong những món ăn vặt luôn. Là khoái khẩu của Nắng Ấm đó là xoài xanh chấm mắm đường. Rất là giòn rụm luôn. Ăn một miếng thôi. Hồi nãy Nắng Ấm ăn một lát bánh mì để chén cái bụng á, để Nắng Ấm ăn này nè. Đâu dám thức dậy ăn này đâu, thức dậy ăn này chắc đau bụng luôn á. Giòn chưa? Thèm chưa? Đó. Ngon quá. Cho ăn thêm một miếng nữa. Đó, cắt cũng thấy nó giòn á. Ăn một miếng nữa thôi chứ không thôi sợ chút nữa ăn cái kia nó đau bụng. Cua thì Nắng Ấm sẽ làm cua răng me ăn. Và sau đó sẽ dư nhiều thịt cua tại một con cua bự đó Nắng Ấm không bao giờ ăn hết một lần. Nắng Ấm sẽ nấu súp măng cua. Trong đó thì mình sẽ bỏ cua nè, sau đó bỏ thêm trứng nè, sau đó bỏ cái gì nữa ta, bỏ bắp á, xong mình khuấy bột năng vô là ngon lắm. Giòn chua chua ngọt, công nhận nha. Cái này á lâu lâu ăn ngon ghê. Chấm thưởng miếng muối ớt coi nó ngon bằng cái mắm đường không ta. Đây muối ớt đây chút xíu thôi nè. Không bằng. Xoài xanh nè, hãy ăn theo ông bà ta chỉ người Việt, là nước mắm đường dơ, nước mắm đường là ngon nhất, ngon quá. Đây nè, thèm mau ăn miếng đi, mời các bạn cắn miếng nè, thôi lấy nguyên trái nè, đó mời các bạn nè, nhìn cho đỡ thèm nha. Ok các bạn, video ăn vặt và chương trình chọc thèm đến đây là kết thúc. Nắng Ấm cảm ơn các bạn đã theo dõi xuyên suốt video ngày hôm nay, và Nắng Ấm biết mọi người đang rất là chảy nước miếng, đang rất là thèm ăn. Nhưng mà cái đó cũng rất là hay. Những video mà chương trình chọc thèm như thế này sẽ làm cho các bạn ăn cảm thấy ngon hơn và muốn ăn hơn, làm cho chúng ta khỏe hơn. Thôi thì Nắng Ấm sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Bye bye.